Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ý trời, sự thật kỳ lạ. Cuộc đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, suốt đời vất vả, từ 55 tới 59 tuổi, hưởng lộc ơn trên, phúc đức ùa về ngập lối, tiền quyển ngập nhà, đổi đời giàu khỏe hết phần thiên hạ. Vâng, thưa quý vị, tuổi Canh Tuất 1970, nhiều người than phiền với tử vi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ cày như trâu, như ngựa, mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát, từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè cùng trang lứa ăn nên làm ra coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được các tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy. Cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, nếu nghe hết lời luận giải này. Quý vị thân mến, theo quy luật âm dương, chúng ta sử dụng thiên can, địa chi để giải thích tuổi của các năm sinh. Người có năm sinh 1970 là thuộc can Canh chi Tuất, tuổi của họ sẽ là Canh Tuất. Ngoài ra, tính từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971 sẽ là năm sinh dương lịch của tuổi Canh Tuất 1970. Tuy nhiên, những người tuổi này không nên vì thế mà ỷ lại vào vận mệnh của bản thân, không biết phấn đấu. Nếu tận dụng cơ hội, người tuổi 1970 sẽ gặt hái được nhiều thành công, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn trong cuộc sống. Trái lại, nếu không tận dụng thời cơ, tuổi Canh Tuất 1970 sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Theo luật ngũ hành, người sinh năm 1970 thuộc mệnh Kim, hay gọi đầy đủ là Thoa Xuyến Kim. Theo từ ngữ Hán Việt thì Thoa có nghĩa là trâm cài tóc xuyên, có nghĩa là vòng tay hay khuyên tai, Kim là các kim loại quý như vàng, bạc. Như vậy, Thoa Xuyến Kim có thể hiểu là những trang sức, nữ trang quý giá. Người mệnh Thoa Xuyến Kim thường có nhân cách cao quý, toát ra thần thái sang trọng. Họ còn có tư duy sắc bén, nhanh nhạy và rất độc đáo. Theo quy luật tương sinh tương khắc, những người sinh năm 1970 mệnh Kim hợp với mệnh Thổ vì Thổ sinh Kim, và khắc với mệnh Hỏa vì kim loại có thể bị lửa nung chảy. Tuy vậy, trường hợp tương khắc giữa Kim và Hỏa rất đặc biệt, bởi những trang sức từ vàng, bạc, đá quý phải nung nóng qua lửa mới hình thành nên nhiều dáng vẻ và trở nên lộng lẫy, quý giá hơn. Vì thế, đối với người mệnh Thoa Xuyến Kim, càng trải qua nhiều khó khăn sẽ càng được tôi luyện trở nên hoàn hảo hơn và đều thuận lợi vượt qua tất cả. Việc xác định năm sinh 1970 là mệnh gì cũng sẽ biết được một phần tính cách của người đó. Tuổi Tuất tức tuổi con chó, là con vật đứng thứ 11 trong 12 con giáp. Người tuổi Tuất trời sinh tính cách thẳng thắn, trượng nghĩa, không thích sự giả tạo và luôn hết mình đấu tranh những bất công, nhiều khi sẵn sàng hy sinh bản thân vì quyền lợi tập thể. Chính sự khẳng khái này đã khiến những người tuổi Canh Tuất chiếm được tình cảm và lòng tin của những người xung quanh. Người tuổi Canh Tuất 1970 không phải tuýp người ưa nịnh nọt lấy lòng người khác. Một khi đã xảy ra xung đột với ai đó, những người này sẵn sàng phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng rất mau quên và không hề để bụng.
so với những người cùng tuổi Tuất khác, Canh Tuất 1970 có một ưu điểm nổi bật, đó là sự bao dung. Tuy nhiên, những người tuổi này cũng có một yếu điểm lớn, đó chính là thiếu lòng tin vào bản thân. Chỉ cần có đủ tự tin, người năm Canh Tuất sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Theo quan niệm phương Đông, mỗi con số từ 0 đến 9 không chỉ đơn giản là ký hiệu mà đều có liên quan tới tài vận của từng người, có thể là tốt lành hoặc xui rủi. Việc lựa chọn con số may mắn, hợp phong thủy, sẽ giúp người Canh Tuất 1970 nhận được nhiều vận may, tài lộc, gặp thuận lợi trong cuộc sống, giúp đường công danh sự nghiệp thăng tiến, hanh thông. Những con số may mắn hợp với Canh Tuất sinh năm 1970 là 21, 34. Những con số này góp phần tăng cường phong thủy, đem lại thuận lợi và các khí trên nhiều phương diện của cuộc sống. Mệnh kim tương khắc mộc và thủy, số 6, 7 là những con số nên tránh sử dụng với Canh Tuất 1970 để ngừa vận xui và tai họa trong cuộc sống. Canh Tuất sinh năm 1970, hợp tuổi nào? Nhiều người quan niệm rằng, trong con đường thăng tiến sự nghiệp nên có một người đồng hành hợp tuổi. Điều này sẽ làm cho công việc tiến triển thuận lợi, thăng tiến, nhanh chóng, ký kết được nhiều hợp đồng và hạn chế được những rủi ro, xui xẻo không đáng có. Vì thế, không lạ khi xuất hiện việc tuyển dụng nhân viên hợp tuổi với sếp hay chọn người hợp tuổi để khai trương, mở bát khi kinh doanh. Với người tuổi Canh Tuất 1970, nếu muốn chọn người hợp để làm ăn, kinh doanh và hợp tác công việc, bạn có thể chọn người tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Bởi theo phong thủy, đây là những người hợp tuổi để làm ăn với Canh Tuất, mang lại cơ hội kinh doanh và thành công trong công việc. Tổng quan tử vi trọn đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Canh Tuất thường rất tài hoa, cẩn thận và biết tính toán. Tuy nhiên, một số người tuổi Canh Tuất khá bảo thủ, không thích người khác can thiệp vào công việc của mình. Họ luôn mong muốn có được thế giới riêng, không phải bận tâm đến mọi việc xung quanh. Với người Canh Tuất, sự bình luận, đánh giá của người khác không hề quan trọng, mà điều quan trọng là tự mình có cảm thấy thỏa mãn, hài lòng hay không. Chính vì tính cách này mà họ thường thấy không thuận lợi và thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Nguyên tắc sống của họ là luôn kiên trì theo quan điểm của mình, cho dù thất bại họ cũng không muốn thay đổi. Vì vậy, đôi khi họ để những cơ hội tốt tuột khỏi tầm tay. Tuy cố chấp như vậy, nhưng họ cũng là những người chính nghĩa và sẽ không bao giờ làm những việc chỉ có lợi cho mình mà lại gây tổn hại cho người khác. Người tuổi Canh Tuất khá cẩn trọng và cũng hơi bảo thủ trong chuyện tình cảm. Tuy không phải là người lãng mạn và cũng không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng họ luôn trung thực và tôn trọng lời hứa của mình. Họ coi trọng gia đình và sẽ cố gắng để tìm được người bạn đời đáng tin cậy, xứng đáng làm chỗ dựa cho họ trong suốt cuộc đời. Họ cũng sẽ cố gắng làm việc hết mình để chăm lo tốt nhất cho gia đình. Tính cách tử vi trọn đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi này tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng, dù trong cảnh nghèo khó vẫn rất đáng tôn trọng. Đó là những gì mà tuổi Canh Tuất đặc biệt nổi trội giữa người khác. Vì họ ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy, hành động của tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Canh Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân mà tuổi Canh Tuất cũng là những người rất nghĩa khí trọng, sự công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong công việc và cuộc sống họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời,
tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Vì thế, nên tuổi Canh Tuất dầu chí tiến thủ muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng, những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác. Còn không, họ thích ở ẩn, tiêu dao. Tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Canh Tuất theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé! Quý vị đang theo dõi video có nội dung Ý trời, sự thật kỳ lạ. Cuộc đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, suốt đời vất vả, từ 55 tới 59 tuổi, hưởng lộc ơn trên, phúc đức ùa về ngập lối, tiền quyển ngập nhà, đổi đời giàu khỏe hết phần thiên hạ. Tháng Giêng, những ai sinh ra vào tháng Giêng, tựa như những bông hoa mai nở rộ đầu xuân, mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào và tiềm năng to lớn. Họ được ban tặng vận may rạng ngời, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và gặt hái thành công. Nếu biết nắm bắt thời cơ thuận lợi, họ sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra và khẳng định được năng lực của bản thân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vội vàng, hấp tấp có thể khiến họ mắc sai lầm, dẫn đến thất bại trong công việc và khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Hãy luôn giữ bình tĩnh, cẩn trọng và kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công sẽ đến với bạn như ý. Tháng 2, sinh ra vào tháng 2, những người tuổi Tuất được trời phú cho sức khỏe phi thường, ít khi gặp bệnh tật. Họ sở hữu bản lĩnh mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, không ngại đương đầu với thử thách. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá có thể khiến họ chủ quan, coi thường nguy hiểm và dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Hãy luôn tỉnh táo, biết lượng sức mình và đưa ra những quyết định sáng suốt để bảo vệ bản thân và hoàn thành tốt mọi việc. Tháng 3, mang trong mình trí tuệ nhạy bén và khả năng học hỏi nhanh chóng. Những người sinh tháng 3 thường đạt được thành công sớm trong cuộc sống. Họ có tư duy logic, biết cách giải quyết vấn đề hiệu quả và dễ dàng gặt hái thành tựu trong học tập và công việc. Tính cách thẳng thắn, thật thà và thoải mái, giúp họ dễ dàng kết giao bạn bè và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ vậy, họ luôn được mọi người yêu quý, tin tưởng và hỗ trợ trong mọi việc. Tháng 4, cuộc sống của những người sinh tháng 4 tựa như một bản nhạc du dương, êm đềm, tràn đầy những nốt thăng của niềm vui và hạnh phúc. Họ được hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng, không lo thiếu thốn về mặt vật chất. Tình duyên của họ cũng vô cùng may mắn, thuận lợi, dễ dàng tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc viên mãn. Gia đình họ luôn tràn ngập tiếng cười, vợ chồng son sắt, thủy chung, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, mang lại niềm vui và sự tự hào cho cha mẹ. Nhìn chung, đây là những người may mắn, được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Tháng 5, dù luôn nỗ lực hết mình, chăm chỉ, cần cù, những người sinh tháng 5 lại thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc và cuộc sống. Thành quả họ đạt được không như mong muốn, khiến họ không khỏi nản lòng và thất vọng. Tuy nhiên, hãy giữ vững tinh thần lạc quan, bình tĩnh, tỉnh táo và chớ vội vàng đưa ra quyết định để tránh mắc sai lầm. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, biến khó khăn thành cơ hội, bạn sẽ gặt hái được thành công xứng đáng với những nỗ lực của mình. Tháng 6, sinh ra vào tháng 6, những người này sở hữu trí thông minh và tài năng hơn người. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự may mắn, không gặp được thời cơ thuận lợi để phát triển sự nghiệp, con đường họ đi có thể gặp nhiều chông gai, thử thách. Để thành công, họ cần học cách kết nối, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và biết cách tận dụng sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, quý nhân phù trợ. Hãy tin tưởng vào bản thân, kết hợp tài năng với sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến,
bạn sẽ chinh phục được những đỉnh cao trong cuộc sống. Tháng 7, cuộc sống của những người sinh tháng 7 tựa như một bản hùng ca, mở đầu bằng những nốt trầm của khó khăn, thử thách, nhưng lại dẫn đến đoạn kết rực rỡ với thành công vang dội. Ban đầu, họ có thể gặp nhiều trở ngại trong công việc và cuộc sống, khiến họ nản lòng và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, với bản lĩnh phi thường, ý chí kiên định và tinh thần quyết tâm cao độ, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và gặt hái được thành công rực rỡ. Tuy nhiên, đường tình duyên của họ lại không mấy suôn sẻ, cần học cách nhường nhịn, thấu hiểu và dĩ hòa vi quý để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tháng 8, mang trong mình tính cách ôn hòa, thật thà và ngay thẳng. Những người sinh tháng 8 luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Nhờ vào khả năng giao tiếp tốt và tính cách chân thành, họ dễ dàng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ vậy, họ có thể gặt hái được nhiều thành công trong công việc và có cuộc sống sung túc, đầy đủ tiện nghi. Tháng 9, sở hữu bản tính mạnh mẽ, kiên định và ý chí lớn, những người sinh tháng 9 luôn đặt ra những mục tiêu cao trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực để đạt được. Họ không ngại đương đầu với thử thách và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Nhờ vậy, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực, khẳng định được năng lực và vị trí của bản thân trong xã hội. Tuy nhiên, họ cần học cách kiềm chế bản thân, tránh nóng giận để không vướng vào thị phi, tai tiếng. Tháng 10, mang trong mình bản tính hiền lành, nhân hậu và giàu lòng vị tha, những người sinh tháng 10 luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Nhờ vậy, họ gặp được nhiều may mắn, tài lộc trên con đường phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, họ không nên chủ quan với tình trạng sức khỏe hiện tại, cần chú ý rèn luyện thể thao, ăn uống điều độ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, tránh những biến cố xấu về già. Tháng 11, cuộc sống của những người sinh tháng 11 ban đầu có thể gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng càng về sau họ sẽ dần ổn định và thuận lợi hơn. Họ cần học cách kiên trì, cẩn thận trong mọi việc, đặc biệt là trong công việc và giao tiếp với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, họ cần rèn luyện bản lĩnh, kiềm chế bản thân khỏi những cơn nóng giận, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và đạt được thành công trong cuộc sống. Tháng 12, trước những khó khăn, thử thách, những người sinh tháng 12 cần thể hiện sự thận trọng, mạnh mẽ và quyết đoán để có thể tiến tới thành công. Họ sở hữu khả năng lãnh đạo bẩm sinh, có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tình duyên của họ cũng vô cùng may mắn, thuận lợi, dễ dàng tìm được ý trung nhân và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, thuộc mệnh Thoa Xuyến Kim, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Canh Tuất có thể áp dụng một số cách sau. 1. Tìm hiểu về bản mệnh, mệnh Thoa Xuyến Kim. Giống như những chiếc vòng xuyến kim lấp lánh, người mệnh Thoa Xuyến Kim sở hữu trí tuệ nhạy bén, thông minh, sáng dạ, có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, họ cũng có thể gặp nhiều thử thách trong cuộc sống do tính cách độc lập, tự chủ và đôi khi có phần cố chấp. 2. Màu sắc phong thủy, màu tương sinh, trắng bạc, vàng kim. Sử dụng những gam màu này trong trang phục, nội thất nhà cửa sẽ giúp mang lại may mắn, tài lộc cho người mệnh Thoa Xuyến Kim. Màu tương hợp, xanh dương, đen, những gam màu này tượng trưng cho sự ổn định, vững chắc, giúp họ có thêm động lực để phấn đấu và gặt hái thành công. 3. Vật phẩm phong thủy, tỳ hưu, chiêu tài giữ lộc, bảo vệ gia chủ khỏi những điều xui xẻo. Phật Di Lặc mang lại bình an, may mắn và niềm vui cho gia chủ. Tượng rồng, tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự may mắn. 4. Lựa chọn hướng nhà, hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Nam là những hướng tốt, mang lại tài lộc, may mắn cho người mệnh Thoa Xuyến Kim, tránh hướng Đông, Tây.
những hướng này có thể mang lại những điều không may mắn. 5. Nuôi dưỡng tâm tính, kiên định, độc lập, giữ vững ý chí, không nản lòng trước khó khăn, linh hoạt, thích nghi, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp, học hỏi từ những người xung quanh. Nhân ái, bao dung, sống chan hòa, cởi mở với mọi người. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là chuyên mục lời Phật dạy. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. 1. Sự khiêm tốn, đức hạnh, khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay, chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, liền cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn, dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương, tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiền cận, bằng lòng với hiện tại, lười biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người, càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vần hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặc bịa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo, Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn, lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh,
và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay. Tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có. Phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát, bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y, thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiếng quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn. Trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn, và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách, khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ, và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn, bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha, và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng, chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử, đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Ý Trời, Sự Thật Kỳ Lạ, Cuộc Đời Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, suốt đời vất vả, từ 55 tới 59 tuổi, hưởng lộc ơn trên, phúc đức ùa về ngập lối, tiền quyển ngập nhà, đổi đời giàu khỏe hết phần thiên hạ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận.
để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.